Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hớt tất cả thằng em của mình. Đứng dậy. Đây. À, đây là cha này. Hãy cầm, Như, cầm được. Thôi đó là hớt tóc này. Thôi rồi đó. Ủa lộn chạy vậy? Là hớt nha. Úi dù kìa. Nó kẹt hết năm rồi. Đây là cái nó hơi nhắn luôn ạ. Nhắn quá không ta? Hơi nhắn rồi. Xíu không vậy? Hơi nhắn rồi. Thôi cái sầu rút đi. Thôi cái mình ủi luôn rồi chứ. Thôi cái sầu chút. Chắc bỏ chưa đúng kiểu gì cho nên nó chúng nó không ăn gì đâu. Sao nó cũng ít ăn dữ vậy ta? Nó làm lại lần nữa thôi. Hay bay cào xuống nhà ơi. Lên rồi nó mới chào mới giờ ăn nữa. Đấy. Tự nhiên nó ăn vậy. Đâu không. Nóng mấy khi sao giờ ăn nữa. Đấy. Đúng cái đầu đó. À, rồi, đúng rồi. Con mình chơi này tự nhiên chiên vô ngầu nha. Để mày hút tóc. Xong cứ hớt xong là cười. Coi giống tài. Tiếp tục. Đường cảm thấy kêu
đẹp chưa? Quấn nhà này xong rồi tắm rửa. Thôi giờ tắm rửa luôn rồi. Coi cái nầu nó cạn.